Cổ nhân nói đại nhi quá chi Vũ trụ vô cùng kỳ diệu không thể nghĩ bài Đây cũng là nhà khoa học cận đại phát hiện ra rồi Ảnh của toàn bộ tin tức nói những gì nói tin tức tin tức của toàn thể vũ trụ bất luận là vật chất là tinh thần vật chất có nhỏ hơn nữa tinh thần nhất niệm trong một niệm đo có đầy đủ tin tức của toàn thể vũ trụ không sót một thứ gì Điều này và những gì nói trong Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Quốc Sư Hoàn toàn tương đồng Trong Hoàng Nguyên Quán nói ba loại chu biến Căn cứ theo Kinh Hoa Nghiêm nói Thứ nhất là chu biến Pháp giới Thứ hai là xuất sanh vô tận Xuất sanh vô tận chính là biến quá vô cùng Giống như kiến dạng hoa vậy Thứ ba là hàm dung không hưởng đây là chỉ cho điều gì tâm pháp nhất niệm sát pháp di trần di trần trong di trần trùng trùng vô tận điều này khoa học còn chưa nói đến ngày nay khoa học nói đến nguyên tử điện tử liệt tử khoa khác quan tử Chưa nói đến trùng trùng vô tận Trùng trùng vô tận mới thật sự gọi là Nói được thấu triệt Bất luận là như thế nào Nó vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Quý vị xem tần suốt của nó cũng giống như sóng nước vậy. Tần suất một giây Một ngàn sáu trăm triệu Bác địa Bồ Tát Định công của họ rất sâu Trong thiền định thâm sâu đó Mới phát hiện có những thứ như vậy Đây chính là vũ trụ dạng pháp y chánh trang nghiêm bao gồm bản thân chúng ta đều từ nơi đây mà xuất hiện đó mới thật sự gọi là chủ tạo vật trong phật pháp không gọi nó là chủ tạo vật nhà phật xưng nó là tự tánh Trong pháp môn tịnh độ gọi nó là thường tịch quan Gọi là thường tịch quan rất quá lý Quan là trí tuệ Tịch là thiền định thường là vĩnh hằng thường tịch quan trong ba chữ này đều không có hiện tượng tinh thần không có hiện tượng vật chất cũng không có hiện tượng tự nhiên nó có mặt khắp nơi lúc nào cũng có nó là bản thể của vũ trụ vạn vật